Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Cao Minh Sang. Từ sau khi kết thúc series về Lê Thiên Bạc, lần này bạn ấy quay trở lại để chúng ta cùng đi tiếp một cái chuỗi truyện còn đang dang dở. Đó là chuỗi truyện về bốn cậu thanh niên mang tính côn đồ đã tầm sư học đạo để mà thực hiện trên vai những cái nhiệm vụ trừ tà giúp đời. Với ba tập truyện đầu tiên, chúng ta đã nghe qua lần lượt là Côn Đồ Đấu Cô Hồn, Tầm Sư Tầm Quỷ, Hải Vụ Diệt Thủy Ma. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ tư trong chuỗi truyện này, Đảo Linh Hồn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau khi diệt thủy ma ở hải vụ, toàn thi thể người dân đi biển chết nổi lên bình. Đám bốn thằng từng khét tiếng là côn đồ sớm, theo nhiệm vụ mới mà sư phụ giao cho, dòng thuyền chạy đến hòn đảo mà linh hồn những người này bị mắc kẹt lại. À, bên mày chuẩn bị xong chưa Sơn? Nhìn sắc trời không tốt, ba ngỗng căng thẳng hỏi vọng về phía đám bạn của mình. Xong rồi, niệm chú đi. Ba ngỗng nghe xong thì vung hắc côn của mình ra ngoài. Đặc biệt là thanh côn này lại không chìm vào trong nước mà còn đứng thẳng lên, hệt như một cây trụ. Bốn cột sáng phân biệt từ bốn thanh hắc côn ở bốn phía khác nhau, theo sự sắp xếp của ba ngỗng, từ mặt biển kéo dài rồi xuyên qua tầng mây. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Theo như lời ông Hai Đỗ sư phụ của tụi nó nói, thì ba ngỗng phải sắp xếp bốn thanh hắc côn dựa theo phương vị, ứng với các phương vị của thần thú, rồi sau đó tâm ý tương thông với thần thú, mở ra lối vào đảo linh hồn. Bốn cột sáng trên bầu trời tụ lại, cuối cùng chiếu thẳng xuống chính giữa mặt biển, tạo thành một cái cổng lớn. Viền cổng có rất nhiều lôi điện đánh ngang đánh dọc, vô cùng đáng sợ. Sao mày? Sao tự nhiên có cái cổng này vậy? Sơn Cơ Điên, Trọng Lò Heo cùng với Trúc Cà Chua nắm lấy hắc côn của mình bơi trở về thuyền. Cả bốn thằng gương mặt dại ra. Cỡ này mà bước vô thì sấm sét điện lôi nó đánh cho đen người. Phía sau cánh cổng phủ đầy một tầng sương mù, không cách nào nhìn xuyên thấu được. Rất có thể đó là một mảnh đất lành, hoặc xui rủi lại là một vùng đất dữ. Ba ngỗng cắn răng. Tới đây rồi, không lẽ nào tại không trở về? Hồn của cha ông thì sao? Tao nghe nói linh hồn người chết phải đi địa phủ rồi mới có thể đầu thai. Linh hồn của bọn họ ở nơi này khác gì bị giam cầm vĩnh viễn đâu. Mắt thằng Trọng đanh lại. Hình ảnh bức tường bằng vô số thi hài che chắn cho bọn nó lúc ở thủy ma tự bạo đến bây giờ vẫn còn khắc thật sâu trong đầu. Sợ cái chó gì? Chào đi. Mọi người đồng thời hạ quyết định. Ba ngỗng không nổ ghe mà dùng mái chèo chèo tới gần cái cổng kia. Mũi ghe tiến vào. Lúc đi ngang qua cánh cổng này, bốn thằng đều cảm nhận được trên người có một tầng sương mù phủ xuống. Thân thể có chút hư thoát, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Ngọc phù đeo trên người cũng lập lòe ánh sáng, tạo thành một tấm bình chướng phòng ngự, giúp cho cả đám không bị sét đánh. Sau khi nhìn xuyên qua sương mù, cả đám mới trợn mắt há mồm, không thốt nên lời. Bởi vì ngay trước mặt cả đám lại xuất hiện một hòn đảo lớn. Trên đảo cây cối xanh tươi mát. Ngay từ trên ghe cũng đã cảm nhận được nét hoang sơ trên đảo. Hổ gầm phượng hú, tựa hồ như chưa từng có dấu chân người. Ghe đi thêm một chút nữa, tụi thằng ba thấy được ở bờ biển trải rộng. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ từng cơn trì rào lên bờ cát. Khi quay đầu, cổng lôi đình đã biến mất. Bốn thằng lái ghe lên bờ biển, tìm một bụi cây giấu ghe của mình vào trong đó. Chỗ này giống như trong phim Công viên Khủng Long quá ha. Vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy. Sơn Cơ Điên lên tiếng, nhìn biển xanh trong vắt. Thật khó mà nhận được không tắm một tăng cho đã nư.
bốn thằng mang theo bốn chiếc túi vải của mình, bên trong có đựng một ít thức ăn cùng thuốc men, nước uống. Từ từ rồi tắm, đi một vòng coi tình hình sau đã. Lúc này đây, ba Ngỗng đã vô hình trở thành một người chỉ huy của cái đám du côn này. Mọi việc nhất cử nhất động đều dựa theo quyết định của thằng ba mà làm. Bốn thằng đi dọc theo bờ biển, lúc này tụi nó mới cảm nhận được vẻ hoang vu sơn giả của một vùng nguyên sinh, không có tác động của con người là quý đến nhường nào. Chim reo thánh thoát, không khí trong lành, nước biển xanh văng vắt, bao nhiêu đầy đủ khiến cho người ta trầm mê trong nó không muốn rời đi. Tao nói ha, cái chỗ này mà có con gà nướng, anh em mình ngồi đây nhậu gió biển hết sải con bà bãi luôn. Trúc Cà Chua vỗ đùi cái đét, nhịn không được mà chảy nước miếng. Ở đó mà nhậu đi, nhậu xong bị ma nó nhập vô người, xong bị thằng Trọng đánh gãy con chim non rồi nói sao xui. Sơn Cơ Điên lầm bầm, đầu óc thằng này lúc nào cũng chỉ có nhậu nhậu nhậu. Nói gì xui mày, tốt xấu gì tao cũng có quyền vũ, ma quỷ nào dám nhập mày. Tao nói. Sơn Cơ Điên đang muốn cùng Trúc Cà Chua một lần nữa cãi nhau thì đột nhiên ba Ngỗng đưa tay lên ra hiệu cho mấy thằng bạn im lặng. Bởi vì nó đã nghe được ở phía xa xa truyền đến âm thanh huyên náo ầm ĩ. Phía trước hình như có người đó. Ba Ngỗng không đi dưới bờ cát nữa mà nhanh chóng chạy lên bên trên rừng cây cạnh bờ biển, ẩn vào từng tán lá cây tùm, nhanh chóng hướng về phía nơi phát ra tiếng ồn ào kia. Càng tới gần, trong tai họ càng nghe được nhiều tiếng chửi rủa không ngừng của cả hai phe. Kèm theo đó là từng đợt tiếng binh binh bang bang của các loại binh khí va chạm vào nhau. Đến đủ gần, tụi ba Ngỗng vạch lá cây nhìn ra ngoài. Trước mặt đang diễn ra một trận đánh nhau của hai phe. Một phương mặc trang phục màu đỏ, nhóm này đều là trai tráng, có cơ bắp vô cùng săn chắc, vóc người cao lớn, bộ dạng hung thần ác sát, so với đám giang hồ chợ ở bên ngoài thì không phân cao thấp. Còn một bên còn lại mặc trang phục bình dân, áo tất có, mà đồ hiện đại cũng có, già trẻ lớn nhỏ đều có đủ. Hai bên đang không ngừng xô xát nhau. Đất này là đất tụi tao cắm dùi, tụi mày muốn cướp là cướp sao? Một lão già trong nhóm dân thường lên tiếng, gương mặt bi phẫn vô cùng. Lão vung cây cuốc của mình lên phía trước muốn đập súng, nhưng lại bị đối phương hung hãn một tay chộp lấy, sau đó bẻ gãy đi. Thằng này còn chưa dừng lại ở đây, nó một tay nắm lấy cổ của lão già, xách lão lên. Đất trời sắc lâm ba muốn, hắn nói bằng cái giọng lờ lợ, việc không giống việc mà tay lại không ra tay. Có điều dựa vào ngũ quan trên mặt, ba Ngỗng có thể đoán chắc thằng này cũng là người châu Á mình. Ba Ngỗng còn chưa kịp nói gì thì trong lùm cây, Trọng Lò Heo đã lao ra ngoài, hắc côn trong tay dương động nện xuống cánh tay của thằng thanh niên cao lớn kia. Cánh tay của hắn ta bị một côn hết lực của Trọng Lò Heo đánh gãy sụp xuống. Cánh tay người vậy mà lại bị đánh gãy thành một góc vuông mới kinh chứ. Thôi nói mẹ gì nữa vậy, nó đánh luôn rồi, anh em húp tụi nó thôi. Ba Ngỗng thở dài một tiếng, nhưng mà dù sao thằng Trọng lần này làm cũng đúng ý mình, nó cũng không quen nhìn trai trẻ bắt nạt người già. Đám người áo đỏ muốn xông lên vây lấy thằng Trọng thì bên ngoài ba thằng kia đã lao đến, dùng hắc côn toàn lực mà đập. Kính lão đắc thọ, mày không biết sao? Ba Ngỗng đập chảy máu đầu một thằng gần mình nhất, nhưng lạ là máu hắn chảy ra không phải màu đỏ mà là màu xanh lục, rất là quái dị. Đánh đấm một hồi, thêm số lượng người dân ở đây cũng không ít, tụi nó đánh chạy được nhóm áo đỏ, chạy tới mức không dám quay đầu. Ba Ngỗng ngờ ngợ nhìn xuống hắc côn trong tay mình, thứ này quả là một siêu cấp pháp khí. Nó thấp giọng nói với ba thằng bạn, những người này tao nghĩ tất cả đều là ma đó. Mấy thằng kia chấn kinh, hoảng hốt lùi về sau. Người dân trong thôn tiến lên phía trước một bước, cả bốn thằng lại hoảng hốt lùi về phía sau hai bước. Mọi người vẫn không hiểu,
tiến lên thêm một bước. Sơn Cơ Điên nhảy dựng lên, liên tục lùi về sau mấy bước liền. Ông già ban nãy bị xách lên kia dường như cũng đã hiểu được rồi, rằng bốn người thanh niên này có điều gì đó khác thường. Ông nói: "Ta là trưởng làng, thay mặt mọi người ở đây cảm ơn các cậu." Mọi người cũng lục tục cúi đầu nói mấy lời cảm kích với nhóm của Ba Ngỗng. Ba Ngỗng gật đầu nhưng không nói gì. Ông trưởng làng cũng là người tinh ý, ông ra lệnh cho mọi người tản đi, chỉ còn mình lão ở lại đứng trước mặt bốn người thanh niên. "Bốn cậu là người từ bên ngoài tới hả? Ông đây là ma có phải không ạ?" "Không sai, ta là một hồn ma." "Không phải chứ, ban nãy tao đánh lên đám người kia cũng có va chạm với một ít người dân ở đây, đều cảm thấy chân thật lắm, đâu có giống người chết đâu." "Ở đây là đảo linh hồn, một cái đảo rất là quái dị. Người chết trên biển sau một thời gian không có quỷ sai đến câu hồn thì sẽ dần dần bị ngọn đảo này hấp dẫn. Đến cuối cùng khi lên đảo mới phát hiện ra mình cũng có thân thế chẳng khác gì lúc còn sống. Có điều chỉ khi ở trên đảo thì mới có khả năng này. Còn nếu như rời khỏi hòn đảo hay chạm vào nước biển thì lúc đó thân thể sẽ tan biến, mà hồn phách cũng vỡ nát, quá thành tinh phách." "Ừ, vậy không có cách nào đưa mọi người rời khỏi hòn đảo này để đi đầu thai sao?" Trong lò heo lo lắng. Nếu như vậy thì nó làm sao mang hồn phách của vô số hài cốt bên dưới vạn thi hải đi địa phủ, để cho bọn họ có thể nhập thổ phi an. "Đến thời hạn, âm môn sẽ mở ra, tiếp dẫn một số lượng nhất định linh hồn để đi địa phủ đầu thai." "Ừ, vậy thời hạn tới chưa?" Trưởng làng vừa vui mừng lại vừa có chút sầu não. "Độ chừng 2 tháng nữa, nhưng âm hồn lại bị các bang phái phương khác đến chiếm giữ. Bọn chúng không cho người Việt Nam chúng ta tiến vào." "Mẹ nó cái tụi chó này!" Sơn Cơ Điên chửi đổng lên. Nó ban nãy cũng đã nhìn thấy được cái nhóm người áo đỏ kia, bây giờ nghe giải thích mới hiểu. Đám đó chính là người Tàu, cả mấy thế kỷ trước vong mạng ở trên biển. Hồn phách cũng không được siêu thoát, mà cũng tiến nhập đảo linh hồn, lâu dần tạo ra nhiều thế lực chèn ép dân mình. "Đảo linh hồn thuộc quốc thổ của nước mình, làm sao để tụi nó làm càn được?" Trong lò heo giận phun cả nước bọt ra ngoài. Trưởng làng cũng không có cách nào khác, ông sợ bốn người thanh niên làm loạn, bị đám người kia để mắt đến thì khó mà sinh tồn được ở đây, cho nên mới cặn kẽ giải thích một lượt. Nguyên lai đảo linh hồn này cũng phân chia thành 4 khu vực của 4 thế lực khác nhau: Lãnh Hàng Tông, Thiên Băng Tông, Hắc Dương Tông và Thái Ưng Tông. Tổng cộng 4 tông này phân đảo thành Đông Tây Nam Bắc. Bên dưới 4 tông này có rất nhiều bang phái phụ thuộc. Cái gọi là Sát Lâm Bang lúc này cũng là một chi phụ thuộc Hắc Dương Tông. Bọn chúng muốn khuếch trương địa bàn, thu phí bảo kê, cho nên mới đánh đến ngôi làng này. Cũng may có được Trọng Lò Heo cùng đám anh em kịp thời nhảy ra, bằng không sợ rằng bây giờ mọi người đều ngủ ở ngoài trời rồi. "Cái gì mà Tông Tông, nghe đặt mũi kiếm hiệp tiên hiệp Trung Quốc vậy?" Ba Ngỗng cũng nhíu mày. Đúng là mấy cái thằng này đặt tên nghe rất là ngứa chân, hận không thể đạp tụi nó xuống chân một lần. Nghe ý đồ của 4 thằng này muốn lật đổ 4 tông phái, trưởng làng xích chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên. Ông vội vàng giải thích 4 tông này thực lực rất mạnh. Mô tả này cũng khiến cho Ba Ngỗng hoảng sợ, bởi vì bọn chúng đều là ma quỷ. Nhiều năm như vậy, sức mạnh tuyệt đối không hề thua kém thủy ma mà họ đã đối đầu, thậm chí sẽ có phần nhỉnh hơn. "Nhưng mà nếu muốn đoạt lấy Âm Dương Môn thì phải lật đổ 4 cái tông rối rắm này. Tụi mình có 2 tháng Ba Ngỗng nói rất nhanh, giọng nói tràn đầy kiên quyết, không cho phép nghi ngờ. Huống gì nó cũng từ miệng của trưởng làng biết được rằng khu vực phụ cận mấy thế lực này cũng có rất nhiều thôn làng của người Việt
bị chèn ép tới mức không thể ngóc đầu lên được. Du côn du đảng á, cũng có du côn du đảng yêu nước nha. Mấy cái thằng đó chờ tao tới đá cũng hỏng đi. Sơn Cơ Điên hậm hực cầm hắc côn của mình siết lấy. Hay lắm, vậy thì quỷ cũng có quỷ yêu nước, ma cũng có ma trung liệt. Một người thanh niên trạc 20 tuổi không biết từ đâu bước ra. Trung Thành. Trưởng làng kêu một tiếng. Trung Thành chính là con trai của ông. Năm đó cả hai đi đánh cá gặp cơn bão, cha con đều vong mạng. Cha, nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ cứ nhìn mãi chúng nó ngồi trên đất của nước mình, xí xa xí xồ hoài, không thấy ghét hay sao? Trưởng làng cũng không biết nói cái gì cho phải. Ông lo lắng cho an nguy của con mình, nhưng lại càng muốn đánh đuổi bọn giặc kia ra khỏi bờ cõi. Trong thôn này, anh có gần 100 thanh niên lực lưỡng, bất kỳ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Miễn là đánh với tụi nó, bao nhiêu anh cũng chơi được. Trung Thành nói vô cùng hào sảng mà nghiêm túc, phản phất giống như vì mảnh đất này mà không tiếc hy sinh hết thảy. Nhưng ba ngỗng lắc đầu. Không phải muốn đánh là đánh đâu. Nơi này chúng ta gần với bang phái nào nhất vậy? Sát Lâm Bang. Trung Thành không hề suy nghĩ mà lập tức trả lời. Ba ngỗng cũng gần như ngay tức khắc nảy ra trong đầu một hàng tính toán. Nó chỉ tay về hướng một gian nhà nằm cách biệt so với phần còn lại của thôn xóm, rồi nói: Chỗ này về sau sẽ là tổng căn cứ chỉ huy của chúng ta. Tốt, ta lập tức cho người đi sắp xếp an bài. Trung Thành hít sâu một hơi, lựa chọn tin tưởng ba ngỗng, hoặc nói đúng hơn là anh ta tin vào bốn thanh hắc côn trong tay của bốn thằng này. Anh nói: Anh đi gọi mọi người tới. Ngoài ra, hai cha con trưởng làng cũng tin tưởng nhóm của ba ngỗng. Đó là bởi vì cái đám này đánh nhau rất sướng mắt, thậm chí ban nãy dường như còn chưa phải là toàn bộ sức lực. Và hơn hết là trong ánh mắt của cả nhóm họ, ông thấy được một ngọn lửa căm thù giặc ngoại bang đang hừng hực bừng lên. Nếu như đã không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì phải làm một chỗ cho thật lớn. Ba ngỗng nhận lấy bản đồ quanh khu vực này từ tay của trưởng làng, trải nó lên mặt bàn rồi cẩn thận nghiên cứu từng chi tiết. Cả một vùng đảo linh hồn này nhiều nhất chính là rừng rậm nguyên sinh. Bên trong những rừng rậm này có từng mỏ đá không biết ẩn chứa điều gì. Phần lớn bản đồ đều thể hiện màu xanh của rừng cây, nhưng cũng có một số vẽ ra thành trì, chứng tỏ là nơi trung tâm của bốn tông phái kia. Xung quanh bốn tông phái có rất nhiều bang hội cỡ nhỏ, tựa như Sát Lâm Bang lúc nãy. Ba ngỗng mới đến đảo linh hồn, nếu như muốn lật đổ bốn tông môn thì nó cần phải thu thập những bang phái này trước, dùng bang phái làm nơi nuôi quân dưỡng binh, hoặc cũng là một nơi trú ngụ dành riêng cho đồng bào của mình tiến đến. Ba ngỗng nói suy nghĩ của mình với ba thằng bạn, không có bất kỳ thằng nào phản đối, thậm chí còn hận không thể đẩy nhanh tiến độ, xông lên đánh với tông chủ của mấy tông kia. Không có dội được, mày thấy rồi đó. Thủy ma kia đơn giản không phải là thứ anh em mình có thể đối phó được. Huống hồ làm tông chủ thực lực trên vô số người, dưới tay có không ít tướng lĩnh, anh em mình chỉ có bốn cái mạng à. Cẩn thận một chút đi. Tao cũng không có hy vọng là bất cứ thằng nào trong tụi mình có đi mà không có gì. Lời này là ăn ngay nói thật. Bốn thằng này sinh tử tương giao, nếu một thằng bỏ mạng thì cả đám sẽ điên cuồng báo thù. Nhưng dù vậy thì người chết cũng không có cách nào sống lại được, báo thù bao nhiêu cũng vô nghĩa. Tụi mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài sắp xếp một chút. Ba ngỗng mang theo bản đồ đi ra ngoài. Ở nơi này có người để cho ba ngỗng dùng. Lúc này đây nó mới phát huy ra chân chính thực lực chỉ đạo cùng với mưu lược tính toán của mình. Dựa theo bản đồ, ba ngỗng vào cánh rừng, dọc theo sườn núi đến một mỏm đá cao phủ đầy dây leo, che khuất rất là tốt. Từ chỗ này nó có thể nhìn xuống được một vùng bên dưới rõ ràng mồn một, là doanh trại của Sát Lâm Bang. Nhân số của đối phương cũng không nhiều lắm, nhắm chừng đạt đến hơn 200 tên dũng mãnh, vũ khí đa phần là đao. Đao sao? Bọn họ là ma là quỷ dưới dạng linh hồn,
sao lại có thể dùng đao? Ba Ngỗng cẩn thận quan sát địa thế một phen, cuối cùng mới quay về thôn. Lúc này Trung Thành đã mang theo đám trai tráng trong thôn tụ tập lại. Ba Ngỗng nhỏ tuổi hơn hầu hết những người trong này. Ban sáng nó lại cùng với đám bạn của mình đánh cho cái đám sát lâm bang quay đầu chạy đi. Điều này chứng minh thực lực cùng tiềm lực của đứa nhỏ này không tệ. Nếu như chăm chút bồi dưỡng, không chừng 2-3 năm nữa có thể nắm chắc được phần đoạt được sát lâm bang. Nhưng mà câu nói tiếp theo của ba Ngỗng lại khiến cho họ chấn kinh. Mọi người chuẩn bị đi, nửa đêm nay chúng ta đánh sát lâm bang. Có người không tin tưởng. Phải biết rằng bọn họ đều là quỷ hồn ma thể, lúc này nếu như chết liền thì là hồn phi phách tán, không có cơ hội siêu sinh nữa. Tuy rằng yêu nước nhưng cũng không đến nỗi đưa đầu vào chỗ chết. Ba Ngỗng nhíu mày, nó cũng biết rằng mình hiện tại chưa có cơ hội để phục chúng. Một bước lùi về sau, đứng cạnh trồng lò heo, nhỏ giọng nói: Chút nữa mày thỉnh xuống bạch hổ đi. Trồng lò heo có bạch hổ hình xăm trên người, cho nên thỉnh thần thú không cần cắt máu ngón giữa dài dòng như ba thằng kia. Đợi tối nay, trồng lò heo tiên phong dẫn đầu. Trồng lò heo tiến lên, hừng hực nhuệ khí, nhìn quanh bốn phía. Trong ánh mắt bắn ra vẻ hung hãn cùng cuồng sát, mười phần hận thù khi nhớ về cái hình ảnh của cái đám ban sáng. Những tiếng xì xầm nghi ngờ bàn tán của người bên dưới truyền đến. Trọng lò heo không buồn không vui, nó giẫm mạnh chân một tiếng. Một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên xuất hiện. Sau lưng thằng Trọng hiện ra một đầu bạch hổ, thân cao hơn 3 mét, mắt đỏ trăng nanh xanh, đôi mắt chầm chầm nhìn về phía đám người. Bạch hổ cũng không do dự mà phóng thích toàn bộ huyết sát khí trên người mình, mãnh hổ hạ sơn. Trọng lò heo âm trầm không nói. Vẻ lãnh đạm này càng làm cho nó trong mắt mọi người trở nên thần thánh, tựa hồ giống như một viên tướng lĩnh khát máu, túc túc giết địch. Thần hổ thần. Liên tục có người quỳ xuống cúng bái. Trong tín ngưỡng dân gian, người ta không quá xa lạ gì đối với ông 30 hay ông Hùm, nhưng bạch hổ lại vượt lên trên hết thảy, là thần thú trấn giữ các nơi đình miếu, lại còn là thần thú trấn giữ một phương. Trọng lò heo mắt nhìn thẳng, chỉ nói một câu: Có bạch hổ tại đây, ngàn dặm quân địch ta công phá. Lời này vừa ra, nhuệ khí của mọi người đồng loạt tăng cao hơn hết thảy, không còn bất kỳ người nào lên tiếng dị nghị nữa. Bọn họ dù sao vẫn là hồn ma, cho dù mạnh đi nữa thì cũng là quỷ, không thể nào so với thần, huống gì còn là thần thú. Anh Thành, bên sát lâm bang có nhiều đao kiếm, những thứ này từ đâu mà có gì? Trung Thành cũng có chút khó hiểu nhìn ba Ngỗng, nhưng anh rất nhanh đã giải thích. Đây là đúc từ hồn thiết đó. Những cái mỏ đá ẩn sâu trong rừng của đảo có rất nhiều hồn thiết, đều có thể đào về để mà tạo ra binh khí cho riêng mình. Có điều những cái mỏ này bây giờ đã được đám tứ tông kiểm soát rồi, người thường như chúng ta không có cách nào với tới nổi được. Nhìn thấy sắc mặt của ba Ngỗng nhíu lại, tự hồ như đang lo lắng. Có điều rất nhanh, Trung Thành đem đến một cái bao lớn chứa đầy đao kiếm, thậm chí có cả mã tấu, đặt xuống chân ba Ngỗng. Nhưng mà em đừng lo, ở đây muốn bao nhiêu anh trộm về bấy nhiêu cho em. Ba Ngỗng ngoài ý muốn bật cười, không nghĩ rằng Trung Thành đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc nổi dậy này từ lâu. Cho dù hôm nay không có nhóm ba Ngỗng tiến đến, thì một ngày nào đó khi đủ lực lượng, nhất định Trung Thành cũng sẽ dẫn mọi người vùng lên. Mọi người nhặt binh khí, lấy cái nào mình thấy thuận tay nhất, sau đó xếp vào hàng, mọi thứ làm theo lời trọng lò heo chỉ huy. Ba Ngỗng quát lớn, ngay cả Trung Thành cũng giật mình, bởi vì khí tức trên người ba Ngỗng đã hoàn toàn chuyển đổi, gần như từ một thằng nhóc bình thường giản dị biến trở thành một viên thống soái trưởng quản đại quân. Lợi dụng đêm tối, một tổ 10 người chia làm 10 tổ, lập tức đi mau. Ba Ngỗng hạ xuống chỉ thị của mình,
Sau đó chính bản thân nó dẫn đầu đi trước, dựa theo con đường mình nhớ ban chiều mà đi. Nhìn bóng lưng của đám thanh niên trai tráng trong thôn đi gần hết, chỉ còn lại đám người già ngồi hiu quạnh bên cửa sổ, đôi mắt buồn rũ xuống, hai tay chắp lại khẩn cầu, mong rằng đợt này động can qua, tụi nó có thể bình an trở về. Dựa theo những gì buổi chiều ba ngỗng nhìn thấy, nó dám cam đoan rằng ngày mai sát lâm bang nhất định sẽ quay lại, dẫn theo một đội hùng hậu hơn, để nhất quyết giành cho được mảnh đất thôn của anh Trung Thành. Cho nên ngay tại đêm này, ba ngỗng ra quyết định đánh phủ đầu luôn. Nhìn thấy ánh đuốc từ sơn trại của sát lâm bang hiu hắt đốt cháy, từng đoàn bóng đen phản phất như u linh không ngừng tiến vào. Liên tục từng người ngã xuống, tiếp sau đó liền có những người khác mặc lại quần áo của sát lâm bang, cải trang trà trộn vào bên trong, đi tuần giống như chưa có điều gì xảy ra. Ba ngỗng ngồi cùng với Trung Thành một chỗ, nhìn về một phương. Bên đó có một ông trung niên bụng phệ lão đảo đi ra, miệng còn đang nghêu ngao hát cái gì đó. Đó là Dương Tuấn, thống lĩnh của sát lâm bang. Nhìn bộ dạng này, hắn hình như đã sai rồi. Ba ngỗng nhíu mày, nó cẩn thận truyền lệnh dặn dò cho đám anh em của mình. Đến lúc giao chiến, nhất định phải bảo toàn thật kỹ tính mạng của mọi người ở đây. Có bao nhiêu liền phải về bấy nhiêu, không được thiếu bất cứ người nào. Cho dù có bại lộ thần thuốc của chính mình, cũng không được phép để ai chết. Trọng lò heo đã lộ ra bạch hổ, cũng chỉ duy nhất có Trọng mà thôi. Còn lại Sơn Cơ Điên và Trúc Cà Chua cùng với ba ngỗng là chưa. Đây là ba ngỗng không muốn để cho người khác mò ra được, nó muốn giữ lại cho những lần tiếp theo. Đợi một lát nữa, anh em vào bên trong phát được tín hiệu, mọi người lập tức rời khỏi vị trí, tổng tiến công. Ba ngỗng nói dứt câu, cả người thoăn thoắt trườn xuống dốc đá, dựa theo những vị trí đã được người bên mình trà trộn vào, cấp tốc nhắm đến chỗ Dương Tuấn thống lĩnh kia. Có điều tay Tuấn này ước chừng cũng là một tên quỷ có thực lực, bởi vì ba ngỗng chưa đến gần mà hắn đã nhận ra được khí tức dao động, vội vàng hét lớn: "Kẻ nào?" Ba ngỗng chửi thầm trong bụng, không phải thằng này uống sai rồi hay sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, thằng ba vẫn rút ra một cái bật lửa đập mạnh xuống đất. Bật lửa nổ phát ra tiếng kêu nhức tai. "Trời ơi, cái thằng chó này, tao còn có mỗi cái bật lửa hút thuốc, mày đập rồi hút bằng niềm tin hả?" Sơn Cơ Điên chửi lên, nhưng lại không hề chậm chạp, phát theo hắc côn mà lao xuống. Tiếng hô giết ầm ĩ vang lên từ bốn phương tám hướng, nhất thời làm cho đám người trong sát lâm bang hoảng hốt. Còn chưa kịp chuẩn bị gì thì có người đã bị đồng minh bên mình một kiếm đâm chết, máu xanh bắn ra tung tóe. Đặc vụ được ba ngỗng cài vào bây giờ đã phát huy tác dụng, khắp sơn trại biến thành từng vùng chiến trường riêng biệt, từng nhóm không ngừng đối kháng nhau. Ở bên này, bạch hổ của Trọng là yểm hộ, cũng như cùng lúc đối đầu với nhiều quân địch nhất. Một chiêu hổ quyền vung ra, một tên bị đấm xuyên thủng qua người, miệng học ra máu xanh, sau đó ngã lăn ra đất. Ba ngỗng không cho phép Dương Tuấn viện trợ chiến trường, một mình dùng hắc côn xong tới đối đầu với hắn. Hắc côn bổ xuống liền bị một thanh trường kiếm chặn đứng. Đối mặt với một thiếu niên trạc 17 tuổi, nhưng đôi mắt chứa đựng sát khí khủng bố như ba ngỗng, ngay cả Dương Tuấn cũng thấy da đầu mình tê dại đi. "Đáng chết, các người dám làm phản sao?" Hắn hét lên, thu lại một kiếm, rồi sau đó công tới lần thứ hai. Ba ngỗng sau một chiêu vừa rồi đã phát hiện, con hàng Dương Tuấn này thật sự quá yếu, thậm chí còn không bằng một nửa tiểu ma gia ngoài biển, thế mà lại có thể trở thành thống lĩnh của sát lâm bang. Một hắc côn lần nữa bổ súng, Dương Tuấn cảm thấy cổ tay của mình tê rần, lại bị đối phương đào bới 18 đời tổ tông lên mà chửi, làm sao không tức giận cho được. Hắn vung trường kiếm ra chiêu, nhưng mà lúc này mới kinh hãi phát hiện ra trường kiếm của mình từ lúc nào trên lưỡi đã xuất hiện từng vết nứt nẻ. Đây là hồn thiết đó, chứ không phải giỡn chơi. Sơn Cơ Điên căn bản không cần nói, thoải mái đánh vô số đám binh lính.
Trúc Cà Chua thì càng giống như một con trâu điên. Nó đặt hắt cơm ở trước đầu, sau đó cúi người ủi hết từ bên trái sang bên phải, hất văng những đối thủ chắn đường. Người trong thôn lẫn trung thành cũng chỉ có nước trợn mắt mà nhìn, không nghĩ rằng đám thanh niên này cường hãn đến như vậy. Nguyên lai đối phương là 200 binh, nhiều gấp đôi bên mình, nhưng bây giờ lại bị đánh cho tan nát. Đáng sợ nhất là bên Bạch Hổ cùng với Trọng Lò Heo, một người một hổ vậy mà lại có thể cản gần một nửa quân địch. Trọng vặn sức đánh xuống một quyền, Bạch Hổ tựa theo đó mà phóng tới, hóa thành một đoàn lốc xoáy màu trắng nhạt cuốn phăng qua, khiến cho chiến trường không còn người nào đứng vững, thậm chí sơn trại cũng bị đổ vỡ không ít. Một quyền đánh ngã mấy mươi binh lính. Trọng Lò Heo không mạnh, chỉ là đám này quá yếu. Bên phía Ba Ngỗng, trường kiếm của Dương Tuấn đã đánh gãy thành một nửa, nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ, mặc kệ trên người mình có chỗ đã bị đánh đến lộ ra cả xương cốt. Dương Tuấn lại một kiếm đâm đến, nhưng mà Ba Ngỗng lại nhanh hơn. Nó vùng lên hắc côn đánh mạnh một cái phốc vào cổ tay của Dương Tuấn, khiến cho hắn ta đau tới mức buông thả thanh kiếm gãy xuống ngay. Ba Ngỗng không nói hai lời, trực tiếp đoạt lấy kiếm, áp sát đến. Một đạo huyết hoa bắn lên, ướt nửa gương mặt của Ba Ngỗng. Ba Ngỗng cắn răng nhấn mạnh lưỡi kiếm, một chiếc đầu người rơi trên mặt đất, lăn thẳng đến giữa sơn trại. Ba Ngỗng tiến đến, nắm lấy cái búi tóc của cái đầu này, dương lên cao. Dương Tuấn! Chết! Chết! Ba Ngỗng nói lớn. Toàn bộ chiến trường lúc này rơi vào một mảng tĩnh lặng. Không ai có thể tưởng tượng được rằng thống lĩnh của mình lại chết như vậy dưới tay của một thiếu niên. Từng tiếng reo hò hoan hô truyền đến, lục tục có từng đám binh sĩ bỏ vũ khí xuống, bị bắt, bị trói lại, áp giải đến trước mặt Ba Ngỗng. Trung Thành vô cùng kinh ngạc. Thậm chí đến giờ anh vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, chứ không phải là sự thật. Chỉ trong vòng một đêm, binh lực đối phương nhiều hơn ta gấp đôi, nhưng lại đã chiếm được Sát Lâm Bang. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ba Ngỗng một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy đám tù binh ma kia, mà tiến thẳng tới chỗ Trung Thành. Câu đầu tiên nó hỏi: bên ta có bao nhiêu người bị thương hoặc là chết? Trung Thành bỗng nhiên cười. Quả nhiên anh không lầm người. Thắng lớn như vậy, nhưng Ba Ngỗng vẫn để tâm đến quân dưới trướng của mình đầu tiên. Có 3 phần người bị thương, không có người nào vong mạng. Tất cả phải cảm ơn Sơn cùng với Trúc nhiều lắm, đặc biệt là Trọng cùng với Bạch Hổ nè. Ba Ngỗng hài lòng gật đầu cười. Nó không coi là chuyện lớn gì. Đây vốn là quốc thổ của nước Việt, dám chiếm lấy thì phải chịu trả giá bằng cái chết, tuyệt đối không có dung tử. Đám tù binh này xử lý như thế nào đây? Ba Ngỗng lắc đầu. Nó muốn đám này phải chết, hồn phi phách tán không thể siêu sinh, mới đáng cái tội mà bọn chúng gây ra. Chỉ bằng để bọn chúng đi đào hồn thiết đi. Sát Lâm Bang vẫn có một cái mỏ hồn thiết tương đối lớn, rất đáng đi khai thác đó. Ba Ngỗng đối với chuyện này không ưa thích, gật đầu nói: chuyện này anh an bài là được. Đem đất ở quanh vùng này phân phát cho bà con mình, anh với trưởng thôn phụ trách có được không? Trung Thành gật đầu, nhanh chóng cho người trở về thôn để đón cha mình tới. Sơn Cơ Điên, Trúc Cà Chua cùng với Trọng Lò Heo đã trở lại. Ba thằng cười, tương đối hài lòng với chiến tích hôm nay của mình. Làm sao mà tao lại có cảm giác như anh em mình giống như thổ phỉ vậy đó? Tổ bà mày, cái này gọi là quân khởi nghĩa. Đúng rồi, quân khởi nghĩa. Ba Ngỗng cũng cười, vỗ vai ba thằng bạn của mình. Sau đó ngồi bệt xuống mặt đất, lẩm nhẩm nói chuyện phím. Mấy ngày này, mọi người dưới sự an bài của Trung Thành đều đã được chuyển đến vùng sơn trại này. Nơi đây địa thế tươi tốt. Ba Ngỗng càng ngạc nhiên nữa, là người dân ở đây sinh sống chẳng khác gì người bình thường ở thế giới bên ngoài. Họ cũng trồng rau nuôi cá, gà vịt heo đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Ba Ngỗng cùng mấy thằng cũng đã ăn qua đồ ăn ở đây, thật sự không khác bên ngoài. Thậm chí tay nghề nấu bếp ở đây làm ra mấy cái món nước thật sự rất ngon, làm cho Sơn Cơ Điên cứ thèm mãi không thôi.
Sát Lâm Bang là một bang hội nhỏ, nhưng chúng cũng có kho tích trữ của riêng mình. Ba Ngỗng vào xem, bên trong có rất nhiều hồn thiết. Cái này tụi Ba Ngỗng cũng không thèm quan tâm là bao nhiêu. So với Hắc Côn, thứ hồn thiết này căn bản không đáng để cả đám đặt vào trong mắt. Dương Tuấn chết rồi, nơi ở của hắn trước đây được Ba Ngỗng sửa lại một chút. Trong quá trình này, thằng Ba còn tìm được một số ít thư tịch liên quan đến việc tu luyện của quỷ hồn. Ba Ngỗng ban đầu xem thì không hiểu, sớm rút kinh nghiệm từ lần trước, cho nên nó đã tải hẳn bản phần mềm phiên dịch về điện thoại. Nhưng lúc điện thoại vẫn còn chưa hết pin, Ba Ngỗng liên tục dịch mấy cái thứ ở trong thư tịch. Đại khái bên trong có ghi lại rằng quỷ cũng chia thành 5 cấp bậc: quỷ thủ, quỷ đồ, lệ quỷ, quỷ đế và tôn quỷ. Dựa vào miêu tả bên trong đó, Ba Ngỗng đoán chừng thủy ma ban đầu mình đối diện tương đương với cấp bậc quỷ thủ, là cấp bậc yếu nhất. Nghĩ đến đây thôi, nó cũng cảm thấy lạnh tóc gáy. Một thủy ma chỉ mới là tên yếu nhất, nhưng sức mạnh nó đã có thể đạt tới khủng bố như vậy, thậm chí còn tham vọng điều khiển cả vạn thi hải. Quỷ thủ đã như vậy, còn quỷ đồ và lệ quỷ lại mạnh như thế nào? Ngược lại, thằng Ba cũng tìm được một số loại phụ chú cùng với hướng dẫn sử dụng. Có điều phần chữ này Ba Ngỗng dịch như thế nào cũng không được, nhìn không giống chữ của bọn kia cho lắm. Nó nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng mang đến cho lão trưởng thôn nhìn qua một lần, mới vỡ lẽ ra đây là chữ nôm của nước ta thời xưa. Bên trên có ghi lại 4 loại phù thuật, được gọi là trấn đậm tứ phù thuật. Trùng hợp sao? Ba Ngỗng ngạc nhiên. Trên người bọn nó có tứ mệnh phù. Nghe lời sư phụ dặn rằng, cả đám từ đây về sau chính là tứ thú hộ pháp của một mạch trấn đầm nhân. Bây giờ lại xuất hiện trấn đầm tứ phù thuật, tựa hồ như là một vòng xoáy định mệnh, quấn chặt cả 4 thằng không buông. Ba Ngỗng cẩn thận xem xét, cuối cùng họa ra được 4 lá phù này. Cách dùng thì nó vẫn chưa biết được, trưởng thôn cũng không cách nào đọc ra được thứ chú ngữ được viết bằng chữ nôm cổ kia. Sát Lâm Bang đã diệt, bây giờ là cần một cái tên mới. Ba Ngỗng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp truyền xuống 2 chữ: Đại Việt. Mảnh đất này không được có bất kỳ một cái bang phái nào cả, trên trời dưới đất đều là của Đại Việt. Lời của Ba Ngỗng dứt khoát, hào hùng và khí thế, khiến cho mọi người không phục không được. Nhưng chuyện này lại cũng kinh động đến tông phái bên phía trên, là Hắc Dương Tông. Sát Lâm Bang lúc trước chính là thuộc tông môn này. Trung Thành lấy được thông tin từ miệng của số tù binh rằng cứ mỗi tháng Sát Lâm Bang sẽ nộp lên Hắc Dương Tông một phần hồn thiết mà mình đào ra được. Hắc Dương Tông bọn chúng cũng không quan tâm đến việc bên dưới có bao nhiêu minh tranh ám đấu, miễn là mỗi tháng nộp đủ lên cống phẩm là được. Trọng Lò Heo tức giận: bà mẹ nó, mấy cái thằng giặc này, cái gì mà tông tông phải phái nộp cống nộp phẩm được chứ, nghe như phim kiếm hiệp, mắc quái chè thiệt đó. Đánh đi Ngỗng, tụi mình chơi được, sợ chó gì mấy cái thằng lùng mã tử đó. Ba Ngỗng lắc đầu: Hắc Dương Tông lần này đến không đơn giản chỉ là lấy đi cống phẩm, mà giống như muốn cho chúng ta một đoàn phủ đồng. 4 tông môn gì đó đều là người nước khác, bây giờ chúng ta nổi lên, nhất định sẽ làm một làn sóng hưởng ứng khởi nghĩa khắp nơi trên đảo. Lần này bọn chúng đến là muốn lấy chúng ta giết gà dọ khỉ đó. Sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm cẩn. Nghe Ba Ngỗng nói, Trung Thành gật đầu. Suy nghĩ của Ba Ngỗng thật giống như lời của cha anh nói, đứa nhỏ này xem ra không hề tầm thường. Lần trước một mình lấy đầu Dương Tuấn, đó là Dũng. Lần này một cách suy nghĩ nhìn ra được thế cuộc, đó là Trí. Đứa nhỏ này thật đáng sợ. Nhưng Trung Thành lại càng bởi vì sự đáng sợ của Ba Ngỗng mà vui mừng. Điều này có nghĩa rằng mảnh đất này, thậm chí cả hoàng đảo này, đều có thể quy lại quốc thổ thuộc về Đại Việt. Vì vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Trúc Cà Chua lo lắng hỏi. Nó cũng không biết nên làm như thế nào mới đúng. Vùng đất cũ của Sát Lâm Bang nằm giữa thung lũng, xung quanh đều là vách đá cao, đường vào chỉ có một hẻm núi duy nhất.
Nếu như đối phương chặn ở hẻm núi, lại từ trên cao đánh xuống, như vậy thì chúng ta liền trở thành ba ba trong rọ, cho đối phương tùy ý xử lý rồi. Ba Ngỗng gõ từng ngón tay lên mặt bàn, biểu tình bình tĩnh đến cực độ. Đột nhiên nó hỏi: sứ giả của bọn chúng bao lâu nữa thì tới? 3 ngày nữa. Ba Ngỗng gật đầu. Trong đầu nó đương nhiên có cách để xử lý, nhưng lại chưa nghĩ ra bất kỳ cách nào để biến thương vong thành con số 0. Đêm tối, mọi người đều lui hết ra ngoài, chỉ còn lại 4 anh em nhà Ba Ngỗng ngồi uống trà. Nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, 4 thằng đều thể hiện ra thần sắc lo lắng. Chẳng lẽ 4 thằng mình lại không thể nào ngăn cản được sao? Trọng Lò Heo siết chặt nắm đấm. Nó cũng đã nghe lời Ba Ngỗng nói qua, thật sự không có cách để cho mọi người an toàn. Liều mạng thì có ích gì? Chỉ cần 4 thằng mình bại thì người trong làng đều sẽ bị giết theo. Như vậy là hy sinh không có nghĩa đâu. Ba Ngỗng bỗng nhiên bật cười. Cười mẹ vậy? Không thấy sốt ruột mày? Nhớ tới cách đây hơn 2 tháng, anh em mình vẫn còn ngồi nhậu lai rai, nói chuyện tầm sàm bá lắp, đánh nhau y xèo. Nào có phải cứ suốt ngày lo lắng như hôm nay? Sơn Cơ Đi nghe vậy cũng trầm xuống. Đúng như lời Ba Ngỗng nói, chỉ mới 2 tháng, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Gần như toàn bộ thế giới quan trước đó của cả đám đều đã sụp đổ. Từ Minh Văn cho đến Thất Giác, thậm chí là Thủy Ma hay Đại Thủy Thi, bất cứ cái nào cũng đều vô cùng khủng bố, trong nháy mắt liền có thể giết chết một người bình thường. Nhưng mà bây giờ tụi nó vẫn cứ sống nhăn trăng ra. Kệ bà nó, lo gì? Anh em mình tới đâu chơi tới đó. Sợ chó gì? Đến là đón, đụng là chạm. Trọng Lò Heo đấm nhẹ lên vai thằng Ba Ngỗng. Tụi nó ai cũng biết thằng Ba dạo này làm việc rất cẩn thận, phần vì lo lắng cho linh hồn của mọi người trong thôn, phần khác là cái bóng của nó tới giờ vẫn chưa tìm được tung tích. Có điều Ba Ngỗng vẫn chưa có nói ra, đó chính là nó chỉ còn có 90 ngày để tìm lại cái bóng của mình. Bằng không lúc đó nó sẽ trở thành người chết không hơn. Tôi khuya rồi, tụi mày về ngủ đi, tao coi lại mấy cái phù thuật chút. Trọng Lò Heo, Sơn Cơ Điên cùng Trúc Cà Chua lo lắng nhìn thằng bạn của mình. Tụi nó hiểu rằng thằng Ba mang áp lực rất lớn, nhưng lại không có ngăn cản, chỉ thở dài một hơi. Mày cũng coi nghỉ sớm chút đi. Nhìn theo bóng lưng của 3 thằng bạn, Ba Ngỗng chỉ khẽ cười, gật đầu ý bảo đã biết. Ba Ngỗng lúc nãy đã mang trấn đầm tứ phụ ra nói với 3 thằng bạn mình, nhưng có một chuyện nó không đề cập đến. Chuyện này còn quan trọng hơn, thậm chí còn dọa cho ông trưởng thôn xích chút nữa nhảy dựng lên. Là Đằng Xà, một trong số yêu thú hung hãn thời Hồng Bàng. Năm xưa tổ phụ Lạc Long Quân đánh nổ thân thể, một phần đuôi rơi tại đảo linh hồn này, ngàn năm mới sinh ra linh trí. Đằng Xà hung hãn, Sát Lâm Bang thậm chí còn phải lập điện thờ cho nó ở trên núi. Ngẫm lại cũng đúng, đảo linh hồn này diện tích rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả một tỉnh trên đất liền cũng nên. Địa bàn rộng lớn như vậy, nhiều chuyện kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Đi qua ngọn núi cao ở phía tây, em sẽ tìm thấy được một dãy núi dài ngoằn ngoèo. Phần đầu núi là một ngọn đá đứng chỉ thẳng lên trời. Dưới chân tảng đá chính là miếu của Đằng Xà. Ba Ngỗng nửa đêm tìm tới phòng của anh Thành, đạt được vị trí miếu thờ Đằng Xà. Sau đó không nói gì mà lẳng lặng rời đi. Trong bóng tối, bóng người thiếu niên trên lưng đeo theo hắc côn cùng với một quyển trục dài, trên lưng còn mang theo một cái ba lô lớn nặng trĩu, nhanh chân rời khỏi thung lũng. Ba Ngỗng đi lần này hoàn toàn trong im lặng, không nói cho 3 thằng bạn mình nghe được. Ba Ngỗng đi mất 1 ngày 1 đêm, cuối cùng đến được vách đá dựng đứng kia. Thằng Ba hít vào một ngụm khí lạnh. Vách đá cao đến hơn 1000 mét, đâm thẳng vào những tầng mây trên bầu trời, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy được đỉnh.
Nhìn sơ qua, ba ngỗng tự hồ cảm thấy được vách đá này giống như một thanh kiếm, kim thẳng xuống mà trảm đứt đầu của dãy núi giống như con rắn khổng lồ. Giữ bản thân mình bình tĩnh, ba ngỗng thấy được dưới chân vách đá lại có một cái hang nhỏ ăn sâu vào trong. Phía trước có một miếu thờ được đắp sơ sài. Đây chắc chắn là miếu thờ đằng xa. Ba ngỗng từng bước đi lại, nó cảm giác được dưới chân mình phát ra tiếng động giòn tan. Ban đầu nó còn tưởng là lá khô, nhưng khi lại gần mới nhận ra đây là những mảng da rắn. Ba ngỗng cầm lên một đoạn xem xét, đôi mắt trợn trừng chấn kinh. Mảnh da này quá lớn, rộng phải đến hơn 5 mét. Chần chừ một chút, ba ngỗng cắn răng hạ xuống quyết tâm. Vừa hay ta cũng còn thiếu một kiện vũ khí giết địch. Ba ngỗng cười, nhẹ nhàng tiến tới gần hang đá. Hang đá này lớn hơn hang đá trên bờ biển nhiều lắm. Bên miếu thờ lại có một bức tranh trắng uốn lượn trong mây, nhìn mang vẻ tiên khí vô cùng. Vẽ trắng gì mà giống như vẽ rồng vậy cả? Làm nhầm tưởng thanh long không đó? Ba ngỗng lắc đầu, cẩn thận đặt tay lên hắc côn, dò dẫm tiến vào bên trong động. Vừa mới đặt chân vào bên trong, tức thời liền có một cơn gió tanh hôi bên trong thổi ngược ra. Ngửi thấy mùi này càng làm cho ba ngỗng suýt chút nữa nôn ra tại chỗ. Mà càng tiến vào bên trong, nó càng cảm nhận được có một cổ khí tức cường đại vô cùng đáng sợ. Dưới chân có rất nhiều xác động vật cùng xương trắng, không biết thứ này đã ăn qua bao nhiêu đồ sống rồi. Ánh sáng bên ngoài không chiếu được vào trong này, nhưng lại đủ để cho hang động không trở nên tối quá, còn đủ để cho ba ngỗng có thể thấy được những thứ mình nên thấy. Trước mặt nó là một cái đầu quái vật đang cuộn tròn, từng tiếng khò khè từ bên đó truyền ra. Rốt cuộc ba ngỗng đã hiểu được cơn gió tanh hôi lúc ban nãy từ đâu đến rồi. Từ con đằng xà này khi ngủ sẽ há miệng thở ào ra một luồng khí tanh hôi. Ba ngỗng rủa thầm trong bụng, nhìn thấy đằng xà đang cuộn tròn mà ngủ, nó lây hoay muốn tìm cách đánh thức, nhưng mà ít ra phải lựa một khoảng cách an toàn mới được. Ba ngỗng cũng không muốn mình chết một cách lãng xẹt đi. Đang suy nghĩ thì lúc này ba ngỗng thấy được bên cạnh đằng xà có một bọc trắng lớn chừng nửa mét. Trứng trắng sao? Ba ngỗng bụm miệng để không phát ra tiếng kêu. Đằng xà này vậy mà lại có con cái. Nhắm chừng quả trứng này là nó vừa hạ sanh, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Thằng ba cười âm hiểm. Trời ban cho cơ hội đến trước mắt, không nhận thì chính là thằng ngu. Huống gì đằng xà này bản thể của nó lúc trước giết người vô số, tội ác ngập trời. Ba ngỗng đương nhiên không thể nào để cho thứ này sinh sôi nảy nở được. Nó lấy xuống cái ba lô nặng trĩu trên lưng mình. Đây là món quà lớn mà đích thân thằng ba muốn dành tặng cho mẹ con đằng xà. Bên trong ba lô thình lình là một quả thuốc nổ cùng với dây dẫn. Tất cả những người trên đảo đều không sợ thuốc nổ. Tuy rằng đảo linh hồn ban cho họ cảm giác chân thật, chẳng khác gì nhục thân của người thường, nhưng trên cơ bản vẫn là ma quỷ cùng loại. Thuốc nổ chỉ có thể dùng để nổ mỏ hồn thiết, chứ không gây sát thương lại bọn họ. Số thuốc nổ này là ba ngỗng lấy được từ trong kho của Dương Tuấn. Ba ngỗng cười âm hiểm. Nó cẩn thận chất thuốc nổ cạnh bên cái quả trứng rắn kia, sau đó tìm mấy mẫu da rắn, vảy rắn bỏ vào trong người, mang theo kiếp nổ chạy ra bên ngoài. Tao không nổ chết mày, tao là con mày đó. Ba ngỗng ra đến bên ngoài mới dám thở mạnh một hơi, sau đó căng thẳng nắm lấy kiếp nổ. Toàn bộ ngọn núi bị đánh cho lắc lư, thậm chí vách đá cũng nhẹ nhẹ đung đưa. Nhưng trong phút chốc, sau đó sừng sững bất động như cũ. Ba nổ lắng tai nghe, nhíu mày lo lắng. Ủa, đằng xà đâu? Không lẽ bị nổ chết rồi? Mẹ nó con trắng này. Ba ngỗng dù cho bình tĩnh cũng phải cuống cuồng lên. Nếu như đằng xà chẳng may chết mất thì phí to. Nhưng trời không phụ lòng người. Một tiếng phì lớn vang lên, toàn bộ vùng núi dưới chân của ba ngỗng cũng ầm ầm rung động. Ba ngỗng không nói hai lời, quay đầu chạy thẳng. Sóng biển rì rào đánh vào bờ cát. Một người thiếu niên từ biển bước lên,
để lộ ra thân trần rắn chắc, sáu múi cùng cơ ngực rõ mồn một. Người này chính là Ba Ngỗng. Từ lúc trời khỏi chỗ đằng xa, Ba Ngỗng lập tức trầm mình vào trong biển, tra sức kỳ cọ tẩy rửa thân thể của mình. Tuyệt đối không thể để mùi của đằng xa ám lên cơ thể được. Nếu là người khác nhìn thấy nhất định sẽ sợ ngây người, bởi vì phàm là kẻ trên đảo, khi đụng vào nước biển nhất định sẽ bị hòa tan. Nhưng nhóm của Ba Ngỗng thì khác. Bốn thằng này là con người chính hiệu. Ba Ngỗng nhẩm tính, ước chừng rằng nửa ngày sau là đến lúc sứ giả của Hắc Dương Tông đến. Trên khóe miệng của Ba Ngỗng lộ ra một nụ cười âm trầm. Khi Ba Ngỗng quay trở về sơn trại, mọi người đều biết tin sứ giả Hắc Dương Tông sắp đến, cho nên bầu không khí trở nên khẩn trương. Mày đâu qua dở ba, anh em lo gần chết đó. Một số thanh niên nòng cốt trong thôn cũng tiến lại. Bọn họ muốn biết đối với việc sứ giả Hắc Dương Tông sắp đến, Ba Ngỗng có dự tính như thế nào? Cống nạp quy hàng hay là một trận chiến oanh liệt? Ba Ngỗng đứng trước mọi người, bóng lưng của người thiếu niên lại trở nên to lớn, bao phủ tất cả. Đại diệt không có khái niệm cúi đầu trước ngoại bang đâu. Khí thế lúc này phản phất giống như quay ngược trở lại hội Diên Hồng 800 năm trước. Tiếp theo, mọi người dựa vào an bài như thế này. Nhìn theo từng bóng lưng lần lượt rời đi, Ba Ngỗng khẽ cười. Sơn Cơ Điên nhìn nụ cười của Ba Ngỗng, không nhịn được mà nổi một trận da gà. Ê, sao tao thấy thằng ba nó cười bỉ ổi quá mày? Mày thấy không? Tác dụng phụ của cái việc đập đá quá nhiều á. Nè, nói thiệt đi, qua giờ mày trốn chỗ nào? Ba Ngỗng thản nhiên đáp. Đi đập đá. Ba thằng nghe vậy liền trợn mắt, không nghĩ rằng thằng ba lại nhẹ nhàng thừa nhận. Quả nhiên rằng cái thằng này giấu giếm cái chuyện đó. Ba Ngỗng cười khổ. Thì quả thực là đi đập đá mà. Nói thiệt như vậy rồi mà cái đám này còn không tin. Mày không khai phải không? Ba thằng nhìn nhau, sau đó phóng thẳng đè lên người Ba Ngỗng. Thằng đấm, thằng chưởng, thằng cù lét. Nếu như để chuyện này bên ngoài có người nhìn thấy được, nhất định sẽ không tin tưởng vào mắt mình. Bốn thằng này hiện tại là bốn người mạnh nhất, đáng tin tưởng nhất trong trận chiến sắp tới. Vậy mà còn cù nhây như trẻ con lên năm lên ba vậy. Buổi trưa ngày tiếp theo, trong sân trại mọi người đều tản đi hết. Chỉ còn lại nhóm bốn thằng du côn cùng với một đội 10 người thanh niên đứng đợi ở phía sau lưng. Đây là toàn bộ những người mà Ba Ngỗng cho lưu lại. Đúng lúc mọi người đều đang căng thẳng thì một cổ khí tức cực kỳ âm trầm từ trên bầu trời đột ngột phát tán. Cổ khí tức này quỷ dị đến cực điểm, gần như có thể khiến cho bầu trời trong phút chốc trở nên âm trầm. Thậm chí ánh sáng mặt trời dường như cũng bị che khuất. Âm phong từ bốn phương tám hướng thổi đến, lá cây cũng chịu không nổi mà rụng xuống, hóa thành từng cột vòi rồng tụ ở bốn phía, khóa chặt lấy sân trại. Đây là muốn ra quai phủ đầu sao? Trọng lò heo cắn răng. Chiêu này ngày trước tụi nó đi đánh lộn đã quá quen thuộc. Cổ khí tức khủng bố giáng lâm, cả đám trung thành đều không tránh khỏi một trận tim đập nhanh. Mạnh hơn cả thủy ma không ít đó. Ba Ngỗng thầm nói. Lăn lộn trong giới pháp thuật được mấy bận, Ba Ngỗng sinh ra một loại cảm ứng đối với cường độ quỷ khí. Trọng lò heo siết chặt hắc côn trong tay, tùy thời đều có thể xuất động. Người dám đến cướp địa bàn, diệt môn phái của Hắc Dương Tông. Một giọng nói uy nghiêm đầy áp lực từ trên bầu trời vọng xuống. Ba Ngỗng nhẹ cười. Nghênh đón sứ giả Hắc Dương Tông. Ba Ngỗng người đứng thẳng, không cúi đầu cũng không ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng. Trong tầm mắt của nó đã xuất hiện một đoàn quỷ khí, bên trong hiện ra bốn bóng người. Bất cứ kẻ nào cũng mạnh ngang thủy ma, thậm chí còn hơn đó. Ba Ngỗng lớn tiếng nhận xét, một phần cũng là để nói cho anh em sau lưng mình để tránh khỏi vọng động. Ai là ban chủ ở nơi này?
Đứng đầu đoàn sứ giả là một tên trung niên trâu dài, đôi mắt khiếp lại, nhìn ra được mấy phần dâm tà cùng hèn mọn. Bà Ngỗng bước lên hai bước, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Ta. Bà Ngỗng nhất thời thay đổi cách xưng hô, ý vị ngang hàng cùng đối phương. Một người trong đám sứ giả lên tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Đám sát lâm bang thật vô dụng, chỉ là một tiểu tử mà cũng để thua. Cái đám mộ dân giàu chỉ thôi mà. Bà Ngỗng siết chặt nắm tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười không tắt. Dám gọi ông mày như vậy sao? Chút nữa thì khóc không kịp nghe con. Biết hôm nay sứ giả tới đây, ta đã chuẩn bị một thanh tiểu côn, không biết ngài có ưa thích chăng? Không chờ cho đối phương đồng ý, ba Ngỗng đưa hắc côn của mình. Ba thằng kia chấn kinh, thằng ba điên rồi sao? Đây là pháp khí tượng trưng cho thân phận hộ pháp của tụi nó. Nhưng mà thấy cái nháy mắt của ba Ngỗng, ba thằng kia đồng thời bình tĩnh xuống, ngầm hiểu rằng ba Ngỗng đã có kế hoạch từ sớm. Từ Phong là tên của sứ giả này, hắn nhận lấy hắc côn của ba Ngỗng vào trong tay. Một cổ khí lạnh truyền đến linh hồn, làm cho hắn yêu thích không rời tay. Đây nhất định là một kiện đại sát khí, Từ Phong thầm nghĩ như vậy. Hắn đeo hắc côn vào đai lưng, cho hừ lạnh. Ta không quan tâm việc các người tranh đấu như thế nào, miễn là hàng tháng hàng năm cống nạp đủ hồn thiết cho hắc dương tộc. Được, dĩ nhiên là được. Nhưng nhìn vào ngươi, lại là người giao chỉ, mỗi tháng phải cống nạp nhiều hơn 10 cân. 10 cân thì nhiều lắm. Ta ở nơi này chỉ còn lại hơn 100 người. Từ Phong còn hơi chút chần chừ. 5 cân, đây là tối thiểu. Được. Từ Phong lại không để ý rằng hắc côn mình đeo bên hông lại đang phủ một tầng vảy trắng mờ nhạt. Đường xá xa xôi, mời các vị vào trong nghỉ ngơi, ta lập tức cho người chuẩn bị hồn thiết. Bà Ngỗng cười âm trầm. Tổ bà mày, đó giờ ông đây chưa từng hạ thấp mình nói chuyện với quỷ bao giờ. Đoàn sứ giả Hắc Dương Tông đi theo sau lưng ba Ngỗng. Đám người này nhìn chằm chằm vào ba thanh hắc côn còn lại, được Trọng Lò Heo, Sơn Cơ Điên và Trúc Khải Chua đeo sau lưng. Lúc này trong đầu cả đám bọn hắn đều đang nghĩ, không biết phải làm cách nào để đoạt được ba thanh hắc côn đó về tay. Nhưng hắc côn trong tay của Từ Phong cũng đã đủ để khiến cho cả đám thèm nhỏ dãi. Mọi người vừa mới ngồi xuống bàn thì phía bên ngoài truyền đến một tiếng hống thật lớn. Ba Ngỗng nhẩm tính thời gian, ước chừng lúc này cũng là lúc mà đằng xa đuổi đến rồi. Đến rồi. Vừa mới dứt lời, một cổ yêu khí khủng bố xuyên thủng bầu trời, đánh thẳng xuống vùng bên ngoài sơn trại. Ba Ngỗng kinh hãi, vội vàng ra hiệu cho nhóm anh trung thành rời đi, còn chính bản thân mình cùng Trọng Lò Heo ở lại bên cạnh Từ Phong. Từ Phong cũng chấn kinh, hắn ở nơi này nhiều năm, đương nhiên biết được trên đảo có một số loại yêu ma không có cách nào đụng vào được. Một cổ yêu khí này còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Con đường duy nhất tiến vào bên trong sơn trại bị đánh sập, đất đá lấp kín không tìm được đường ra. Ba Ngỗng mang theo Từ Phong tiến ra bên ngoài. Lúc này cả đám đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì giữa sơn trại xuất hiện một cổ yêu khí màu đỏ đậm xông thẳng lên bầu trời. Cổ yêu khí này ngưng tụ thành hình một con đại xà khổng lồ, đôi mắt sòng sọc oán hận, chiếc miệng há rộng để lộ răng nanh, nhìn vô cùng kinh người. Đằng xà! Từ Phong kinh hô. Đằng xà thực lực cùng với cả đám bọn chúng không hơn không thấp, nhưng lại có lớp da rất dày, đao kiếm không cách nào đánh được vào trong. Đây cũng là điểm mạnh nhất của yêu thú. Ba Ngỗng vội vàng chạy đến nấp sau lưng đám người Từ Phong, vội vàng nói: Hồn thiết nhất định đưa cho ngài, cầu bảo hộ cho chúng ta. Ba Ngỗng nhìn thấy ánh mắt của đằng xà đang chăm chú nhìn lên người mình, trong lòng không khỏi đánh bợp một tiếng. Lẽ nào tắm nước biển rồi mà vẫn chưa có cách nào xóa đi mùi trên người sao? Đầu óc thằng ba chuyển động một cái, vội vàng nói:
Đại ca, ta việc gì cũng nghe ngươi. Từ Phong nhíu mày, chuyện này là sao? Đột nhiên nó gọi mình là đại ca. Nhưng mà bây giờ chuyện này không đáng quan tâm bằng đằng xà đang ở trước mắt. Khí tức cường hãn trên người tỏa ra, có thể thấy nó đang tức giận. Đằng xà nhìn thấy Từ Phong dẫn đầu đám người, đương nhiên là một đuôi quật súng. Thù giết con, nó không đợi được nữa rồi. Từ Phong hoảng hồn, vội vàng đọc chú lầm rầm. Sau đó trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cánh hoa màu đen bao phủ lấy mọi người bên dưới. Phành một tiếng, đuôi của đằng xà trực tiếp nện mạnh vào cánh hoa, sau đó dừng lại. Còn Từ Phong lại bị chấn lui hơn 10 mét. Sơn Cơ Điên ở một bên hỏi: Ủa bầy, quỷ cũng biết đọc chú hả? Thằng cha đó thầm thì cái gì vậy? Túc Cà Chua cắn một miếng cà chua, thản nhiên đáp: Lời thì thầm của đá. Vậy còn cái bông hoa kia là gì mà đang thu nhìn thấy ghê vậy? Trọng Lò Heo giả vờ trầm tư một chút rồi nói tiếp: Bông cứt lợn. Sơn Cơ Điên trợn mắt, thằng thì đập đá, thằng thì như vậy đó. Từ Phong vội vàng nói với đám sứ giả sau lưng mình, nhưng sắc mặt người nào cũng đều không tốt, run rẩy nói: Con đường độc đạo duy nhất tới đây đã bị đánh sập rồi. Từ Phong không còn cách nào khác, nếu đã như vậy rồi, chỉ còn cách duy nhất là đánh một trận với đằng xà. Ban chủ à, người trong ban các ngươi đâu? Mau gọi bọn chúng ra cùng ta ứng phó đi. Ba Ngỗng cười thầm trong lòng: Còn muốn ông gọi người ra chết thay cho mày sao? Nằm mơ đi. Ờ sứ gia, bởi vì sắp đến hạn nộp cống phỏng á, cho nên toàn bộ người trong ban đều đi ra mỏ hổn thiết để đào rồi. Hiện tại chỉ còn có 10 người à. Tiếp đó Ba Ngỗng lại nói: Hát Côn á, cái thứ kia trong tay ngài rất mạnh, dùng nó đối phó đằng xà đi. Từ Phong cũng quên mất rằng trong tay có một kiện đại sát khí. Hắn rút ra Hát Côn trên thắt lưng, vung vẩy lao đến chỗ đằng xà. Nhưng mà đằng xà vừa nhìn thấy Hát Côn này, nó càng trống lớn hơn nữa, lộn nhào mấy vòng thật lớn trên bầu trời. Cuối cùng giống như triệt để điên loạn, lao thẳng đến chỗ Từ Phong. Ba Ngỗng mang theo ba thằng bạn của mình tìm chỗ ẩn nấp, lẳng lặng nhìn Từ Phong đối chiến đằng xà. Nhìn thấy sức mạnh của đằng xà khủng bố, ba người còn lại bên cạnh Từ Phong cũng nhao nhao xuất thủ, mỗi người một hướng phân ra tấn công đằng xà. Nhưng đằng xà không thèm để tâm đến loại sâu kiến này. Nó chỉ chăm chăm nhìn vào thanh hắc côn trong tay Từ Phong, bởi vì trên đó có một mảnh da rắn. Thứ này chứng minh cho việc người cầm thanh hắc côn này đã từng tiến vào trong động của đằng xà. Thù giết con, không đội trời chung. Từ Phong ngu ngu khờ khờ, trong lòng vô cùng khó chịu. Đằng xà từ đầu đến giờ chỉ tập trung tấn công một mình hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản công. Mặc dù biết được hắc côn trong tay mình là một binh khí không tầm thường, nhưng lại không có cơ hội chân chính mà sử dụng. Nhân lúc ba tên đồng bọn của mình đang kiềm chế đằng xà, Từ Phong vội vàng lùi về sau, vội vàng kết ấn. Lần này hắn cũng không dám xem thường đằng xà, mà tế ra sức mạnh gần như lớn nhất của bản thân. Loạn tâm chú. Bốn phương không gian xuất hiện vô vàn mặt quỷ. Tất cả những mặt quỷ này đều vặn vẹo cùng thống khổ. Đây là loạn tâm ma, có thể phá nát tinh thần của bất kỳ người bình thường nào. Từ Phong kết xuống loạn tâm chú, đây là muốn tổn thương linh hồn của đằng xà. Đằng xà cuồng bạo, há chiếc miệng trọng cắn nát một phương mặt quỷ, sau đó trực tiếp dùng nhục thân quét ngang qua. Một tên sứ giả bị đánh văng ra ngoài, miệng không ngừng thổ huyết. Trên thân của đằng xà xuất hiện vô số yêu khí màu đỏ, bắt đầu đánh nổ mặt quỷ loạn tâm chú. Rất nhanh, loạn tâm chú, mặt quỷ đều biến mất, không còn tâm hơi. Ở bên này, Từ Phong cũng lấy làm kinh hãi không thôi. Đằng xà nhân lúc này đầu rắn bổ đến, muốn một ngoạm cắn chết Từ Phong. Trong lúc sinh tử nguy cấp, Từ Phong bộc phát ra tiềm lực của bản thân. Hắn nâng lên hắc côn đánh về phía đằng xà. Tuy rằng bản thân chống cự, nhưng trong lòng đã tuyệt vọng. Sáng nay có lẽ xuống giường bằng chân trái, cho nên mới xui tận mạng như vậy. Nhưng mà mọi việc lại ngoài ý muốn của hắn.
Hắc Côn vậy mà có thể đánh được vào đầu đằng xà. Trăng nanh trên miệng đằng xà bị gãy xuống một nửa đoạn đi. Chỉ thấy đằng xà thống khổ kêu lên một tiếng, sau đó giật mình lùi lại, hầm he thanh hắc côn trong tay Từ Phong. Từ Phong ngạc nhiên nhưng rất đổi vui mừng. Đây là một kiện binh khí rất tốt. Bốn người chúng ta cùng hiệp lực đánh đằng xa. Từ Phong nghiêm túc nói, nắm trong tay hắc côn, tự tin cũng tăng lên nhiều. Ba Ngỗng cùng với đám anh em của mình nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi một trận buồn cười. Thằng cha này tưởng chừng có hắc côn dễ ăn lắm, nhưng mà nhờ như vậy anh em mình mới biết được đồ sư phụ cho tuyệt đối là hàng tốt trong hàng tốt. Khi hắc côn này đem đi đập đá thì phải gọi là hết sải của mà bảy. Toàn bộ vùng sơn trại trước mắt này tất cả đều trở thành trận giao chiến giữa bốn người Tự Phong và đằng xà. Đằng xà giết tới gần, thân thể khổng lồ hung hăng quét ngang vào bốn phía. Tự Phong là đối thủ duy nhất đằng xà muốn giết, vừa vặn hắn cũng muốn thử sức thanh hắc côn mới đoạt được. Hắn quay người liền là một côn đập đến. Hắc côn cùng với nhục thân của đằng xà va chạm, quỷ khí cùng yêu khí ba động tạo thành từng đợt sóng trào tản ra xung quanh, khiến cho cây cối quanh thung lũng này tưởng chừng như muốn sụp đổ tới nơi. Nhưng mà không phải hắc côn mạnh liền có thể chiếm được ưu thế, đằng xà dù có lớn cũng không ăn lời được bao nhiêu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba Ngỗng, nhóm người Từ Phong bay ngược về sau, trên miệng không ngừng phun máu. Mà đằng xa khổng lồ cũng trượt lui, thân hình đâm thẳng vào vách đá, khiến cho không ít đá rơi vỡ xuống bên dưới. Chúng ta liên thủ giết chết con đằng xa này, đem túi mật cùng yêu đan của nó về dâng lên cho tông chủ, nhất định sẽ được trọng thưởng. Từ Phong nói, tưởng chừng như vết thương vừa rồi giao tranh với đằng xà còn chưa ảnh hưởng gì nhiều tới hắn. Ba người còn lại liên tục gật đầu. Nói gì thì nói, mạo hiểm giết được con đằng xà này để được tông chủ ban thưởng cũng rất đáng. Âm Dương Môn lần tới sắp mở ra, nhất định phải tranh thủ làm tông chủ hài lòng mới được. Bốn người lập tức lao lên, chia thành bốn phương bao vây quanh đằng xà, tự hồ như không muốn để con đằng xà này trốn thoát. Nhưng mà đằng xà không có ý định rời đi. Nó đuổi đến chỗ này, mục tiêu duy nhất là giết chết kẻ đã phá hủy hang động của mình, trả thù cho đứa con chết non trong bọc trứng. Tứ phương quỷ hồn! Cả bốn đều cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, miệng lầm rầm độc chú. Ba Ngỗng cũng cẩn thận nói, đợi một chút, dường như cái thằng này muốn sử dụng sức mạnh lớn nhất của bản thân rồi. Quỷ khí trên cơ thể của bốn tên sứ giả bắt đầu bành trướng. Từng đạo quỷ khí hóa thành gương mặt của vô số quỷ hồn quấn quanh thân thể bọn chúng. Trong phút chốc, từ bộ dáng của một người bình thường, bốn tên này trở thành khổng lồ cao hơn 3 mét. Từng tên đều dũng mãnh xông ra, há miệng lao về phía đằng xà. Đằng xà ngưng tụ yêu khí đánh trả. Một tên sứ giả bị đánh lui ra bên ngoài. Nhưng thân hình của đằng xà cũng khẽ rung lên. Sức mạnh của bọn này đột nhiên bành trướng, mạnh đến mức đủ lay động tới nó. Ở dưới quỷ hồn phụ thể, đằng xà là cái gì? Từ Phong vung vẩy hắc côn lao tới. Tuy rằng ban nãy một chiêu có thể uy hiếp đằng xà, nhưng muốn chân chính đánh giết con rắn này thì bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Sức chiến đấu của bốn tên sứ giả này đều toàn mở, ngay cả đại chiêu oan hoàng cũng đều đã sử dụng, không hề bảo lưu. Kết trận! Từ Phong nghiến răng quát lớn. Trọng lò heo bên này kinh ngạc, dường như không tin được. Quỷ cũng có trận pháp sao? Sau đó chỉ thấy bốn người bọn hắn đứng thành bốn phương vị khác nhau, tạo thành một trận thù kỳ quái. Ba Ngỗng nhíu mày, quả thực quỷ ở nơi này không giống quỷ ở bên ngoài. Thực lực của bọn chúng mạnh, cũng như quỷ kế đa đoan nhiều lắm, hoàn toàn không thể dựa vào sức mạnh mà đi ngạnh kháng được. Nhìn thấy Từ Phong mang theo đồng bọn của mình lao vào giằng co cùng đằng xà, ba Ngỗng bên này phất tay ra hiệu. Đấu! Từng tiếng ầm ầm phát ra, toàn bộ sơn trại bốc lên từng đợt khói bụi mù mịt. Từng vụ nổ lớn ầm ầm nổ ra,
mặt đất dưới chân thậm chí cũng bị nảy lên. Ba Ngỗng hét lớn xông ra: "Đại ca, ta đến hỗ trợ ngươi." Tự Phong thấy ba Ngỗng lao ra như vậy, trong lòng cũng một trận cảm động, quyết định sau lần này sẽ thu thằng này làm đệ đệ của mình. Đang xa bị vụ nổ làm cho trầy da tróc vẫy, nói không ngoa, chứ thuốc nổ đối với đám yêu tinh da dày thịt cứng này cũng là một kiện đại sát khí, thậm chí còn uy lực hơn nhiều so với hắc cung. Đằng xà đang tập trung chiến đấu với Tự Phong, nhưng nó nhận ra được cổ thuốc nổ vừa rồi nổ quanh người mình, đây đích thị chính là thứ đã giết chết con nó. Đằng xà tức giận hống lên mấy tiếng, nó cuồn cuộn đánh về phía ba Ngỗng. Nhưng mà ba Ngỗng làm sao lại không biết được, nó đã sớm trù tính trước điều này, vội vàng lao về hướng Tự Phong. "Đại ca, cứu ta!" Tự Phong bị ba Ngỗng làm cho cảm động, một mực muốn bảo vệ thằng này, nên bất chấp thương thế mang theo hắc côn lao thẳng ra, ngạnh kháng cùng với đằng xà. Phanh một tiếng, Tự Phong bị đằng xà quất bay. Nhưng mà ba Ngỗng cũng vừa vặn tránh khỏi vùng nguy hiểm. Tự Phong từ trong đất đá vùng dậy, quần áo trên người không còn chút lành lặn nào. Nhưng hắn lo lắng hỏi: "Tiểu đệ, ngươi không sao chứ?" Ba Ngỗng trong lòng khinh thường, nhưng vẫn trả lời: "Không sao, đại ca, ta liều mạng cùng với cái con này." Ba Ngỗng nói, sau đó lập tức hướng về phía đằng xà mà chạy đi. Dựa vào khói bụi mịt mù của vụ nổ ban nãy vẫn còn chưa tán hết, ba Ngỗng xuất ra một mẫu da rắn mình đã chuẩn bị sẵn, hướng về phía đằng xà mà giơ lên. Đôi mắt đục ngầu của đằng xà co lại, thì ra đây mới chính là thủ phạm đã đánh nổ hang động của nó. Ba Ngỗng vội vàng ném lên mẫu da rắn, đằng xà truy đuổi, nó lại chạy về phía Tự Phong. Ba Ngỗng lại chạy về phía Tự Phong. Tự Phong một lần nữa bị một đuôi quật bay, ba tên kia cũng bị đằng xà quật bay. "Đại ca, người không sao chứ?" Ba Ngỗng giả bộ lo lắng. Tự Phong cũng lao khóe quỷ huyết trên miệng mà nói: "Ta không sao, tiểu đệ à, người mau chạy trốn." Ba Ngỗng gật đầu, xem ra thằng này còn nói chuyện được, thì vết thương chưa có nặng lắm. Nó lại đảo một vòng quanh đằng xa, cuối cùng dẫn nó đến trước mặt Tự Phong. Tự Phong không thể nào dương mắt nhìn ba Ngỗng bị đánh chết được, lại nói phạm vi tấn công của đằng xà rất lớn, hắn không đỡ cũng không được. Phành lên một tiếng nữa, Tự Phong lại bị đánh văng. Quỷ thể khổng lồ trên người cũng dần dần nứt vỡ đi, hồn phách của hắn cũng có chút lung lạc, đau đớn kinh khủng. Nhắm chừng chỉ qua thêm mấy chiêu nữa, hắn nhất định hồn phi phách tán. Ba Ngỗng cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt một điểm vui mừng cũng không lộ ra, dựa vào ngọc phù thanh long trong người tìm hành nhanh chóng. Cứ mỗi lần ba Ngỗng kêu cứu lên thảm thiết thì chính là một lần Tự Phong bị đằng xà đánh bay. Thậm chí hồn phách của hắn đã lung lay tới sắp nổ rồi. Một ngọn gió thổi qua cũng đủ làm cho Tự Phong thất kinh bát đảo. Ba tên đi cùng hắn đều đã chết sạch. Nếu như không có hắc côn ba Ngỗng đưa lên từ đầu thì e là bây giờ Tự Phong cũng đã sớm chết rồi. "Ê ê ê, cái thằng Tự Phong kia là một chấn bé đù hả?" "Ờ, chú bé Đận." "Bị thằng ba vũ chết mà không biết." Ba thằng trọng lò heo cũng than thở, cảm tưởng Tự Phong này cũng thật đáng thương. Trung Thành ở bên cạnh cuối cùng cũng hiểu được tại sao ba Ngỗng lúc trở về liền an bài tất cả người già trẻ nhỏ đều phải rời đi thật xa khỏi nơi này. Xem ra con đằng xà chính là bị ba Ngỗng dụ tới. "Tiểu đệ à, mang theo hắc côn này mở một con đường chạy thoát đi." Ba Ngỗng nhận lấy hắc côn, trên mắt lộ ra sát ý lạnh lạnh. Không hiểu tại sao lúc này Tự Phong lại cảm thấy khí tức trên người ba Ngỗng biến đổi, tựa hồ như trở thành một người khác. Ba Ngỗng vung lên hắc côn: "Tiểu đệ, ngươi..." Không để hắn nói hết câu, một gậy đã đập xuống, khiến cho chân của Tự Phong trực tiếp dập nát đi. Hắc côn có tính khắc chế đối với ma quỷ rất lớn, đặc biệt là nằm trong tay chủ nhân của nó, Thanh Long Hộ Pháp.
tao đánh gãy chân mày, để mày không đi được nữa. Chống mắt lên mà coi, cái gọi là sức mạnh của con dân đã dứt. Từ Phong vẫn còn ngây ngốc gọi Ba Ngỗng là tiểu đệ. Ba Ngỗng cười lạnh, chỉ về phía đằng xa. Con của nó là tao giết, nó cũng là do tao dẫn đến. Bởi vì trên hắc côn này có một đạo da rắn được tao giấu vào, cuối cùng đem hắc côn cho mày, tự nhiên mày thành cái bia nhắm cho đằng xa. Còn bằng nãy cứu mày, chẳng qua là để đằng xa phát điên, để nó tấn công mạnh hơn nữa, nhanh chóng giết mày hơn nữa. Tiếc là con đằng xà này hơi non, mấy lần mày cứu tao, cảm ơn nhiều. Người dám giết ta như vậy, Hắc Dương Tông tông cái mốc gì, sớm muộn gì tao cũng diệt sạch tụi mày, quét tụi mày ra khỏi bờ cõi. Từ Phong đau đớn bị thương là một, mà vì bị lừa là 10. Ta cũng công hắn nhận đối phương là tiểu đệ, giết người còn diệt tâm. Ba Ngỗng chơi chiêu này quá ác, khiến cho nội tâm của Từ Phong giống như có vạn tiễn đánh xuyên. Tựa hồ như thấy chuẩn bị lên giường với gái đẹp thì bị người ta tát cho một cái tỉnh mộng. Ba Ngỗng, đằng xà bị thương, nó đang muốn trốn đó. Trong lò heo cùng Sơn Cơ Điên và Trúc Cà Chua đã triển khai tấn công đằng xà, lúc này mới hướng về Ba Ngỗng mà kêu lên. Được rồi, mày đi trước đi, tí nữa tao tiễn đằng xà đi theo làm bạn với mày. Ba Ngỗng quay sang nói với Từ Phong. Từ Phong chỉ biết run run chỉ tay, nhưng Ba Ngỗng lại nhanh tay hơn, một côn đập xuống. Từ đỉnh đầu xuống tới hạ bộ của Từ Phong nứt thẳng một đường, rồi sau đó toàn bộ cơ thể nổ tung, hóa thành tinh phách gia nhập bầu trời. Ba Ngỗng lập tức cắt máu ngón giữa bôi lên ngọc phù, miệng quát: Thanh Long! Quanh cánh tay của Ba Ngỗng xuất hiện hư ảnh thanh long cỡ nhỏ, so với lần trước đối đầu với thủy ma thì đã lớn hơn một chút. Theo bước chân Ba Ngỗng lao về phía đằng xà. Ban nãy đằng xà cùng bốn tên sứ giả giao đấu đã bị thương không ít, huống gì còn dính thêm rất nhiều thuốc nổ trên người. Bây giờ chỗ nào trên người nó cũng toàn là máu với máu, thực lực của nó đã yếu đi nhiều. Cùng một chỗ xông lên. Một tiếng nổ lớn vang lên, đốm lửa bắn ra bốn phía. Chỉ thấy Sơn Cơ Điên đáp thẳng xuống đỉnh đầu của đằng xà, một côn nện ầm đến. Đầu của đằng xà rất lớn, Sơn Cơ Điên đứng trên đó phản phất giống như đứng trên đất, nhưng mà đất này là động đất mới đúng. Đằng xà quằn quại, một đầu chim ưng có thể gây nguy hiểm với nó lúc này, chứ đừng nói chi là chu tước mang theo hỏa diễm ngập trời. Phần đầu của đằng xà hừng hực cháy, làm cho nó không ngừng vặn vẹo cùng uốn éo, thiếu điều muốn ném cả thằng Sơn xuống dưới đất đến nơi. Tao không xuống! Sơn Cơ Điên thét lên một tiếng, lại lấy sức vung lên trường côn. 1/3 cây côn ghim thẳng vào cổ đằng xà, khiến cho con rắn khổng lồ này ngẩng đầu mà rống lớn. Sơn Cơ Điên lơ lửng giống như chuẩn bị rơi từ trên không xuống, nhưng nó vẫn kiên quyết ghim thanh trường côn ngập lửa của mình vào bên trong đằng xà. Đằng xà lúc này chẳng khác gì một con rắn lửa điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng Sơn Cơ Điên cũng bị hất văng, mang theo trường côn phần vật lửa lộn cụi trên đất. Lúc này Ba Ngỗng ngồi xuống, vội vàng nói: Còn nhớ trận pháp mở ra cổng lớn tiến vào đảo Linh Hồn hay không? Kết trận! Ba Ngỗng ban nãy nhìn thấy mấy thằng quỷ cô hồn sứ giả Hắc Dương Tông làm trận pháp, căn bản khinh thường, nhìn không ra bất kỳ cái gì ra thể thống gì hết. Để tao cho tụi tinh phách tụi mày thấy cái gì gọi là trận pháp của người nước Nam. Ba Ngỗng ngẩng đầu lên trời mà hừ lạnh. Biết vậy khi nãy không đánh chết Từ Phong, để hắn ta nhìn thấy cảnh tượng này mới hay. Hắc côn trong tay Ba Ngỗng gầm xuống, trọng lò heo cũng giải thể song đao trở thành dạng hắc côn, ghim xuống mặt đất. Trúc Cà Chua và Sơn Cơ Điên cũng tương tự. Tứ phương thần thú, trấn hộ thủy đầm, giải khai! Bốn thằng đều đồng loạt quát lớn một tiếng, tay trái cầm ngọc phù thần thú ứng với bản thân của mình, tay phải cắt máu bôi lên đó. Bốn thanh hắc côn phóng ra bốn tia sáng bắn thẳng về phía thần thú tương ứng. Thanh
Thanh Long nguyên bản chỉ bé nhỏ bằng cánh tay của Ba Ngỗng, bây giờ đột nhiên huyễn hóa thành một đầu cự long, long uy tản ra khủng bố. Bạch Hổ vốn đã lớn, bây giờ lại có thêm mấy phần chân thực. Chu Tước lúc trước lớn bằng nắm tay của Sơn Cơ Điên, nhưng bây giờ hai cánh tay giang ra có thể che phủ được toàn bộ sơn trại bên dưới. Mà Huyền Vũ mới phi thường khủng bố, hình thể của nó giống như đang vác một ngọn núi trên lưng, trầm ổn đứng một bên, kim thẳng vị trí của đằng xa. Tứ Vương Thần Tú Hộ Pháp bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, vây công đằng xa. Một cuộc chiến kinh diễm tuyệt luân. Không chỉ Ba Ngỗng, mà ba thằng còn lại cũng cảm thấy tinh thần của mình tương thông với thần thú của bản thân. Loại cảm giác này chính là loại cảm giác nắm bắt lấy cần câu của mình. Dù cho bên trong lòng đại dương bao la đến nhường nào, thì vẫn còn một sợi tơ cước liên kết giữa người câu cùng với lưỡi câu bên dưới. Lúc này cả đám bắt đầu thực hành bài học đầu tiên mà hai đỗ đã dạy. Đằng xa cảm thấy tứ bề thọ địch, tử vong đã đến gần. Nó muốn tử chiến để mở ra một con đường máu, nhưng điều này là không thể, bởi vì Thanh Long và Chu Tước vũ lượng trên đỉnh đầu. Một lúc thì Long Trảo đánh xuống, một lúc thì Chu Tước vung cánh đánh ra từng đạo hỏa diễm cầu. Bên dưới thì có Bạch Hổ không ngừng túc sát, miệng cắn năm cào. Mà mỗi khi đằng xà muốn phản đòn, thì Huyền Vũ dùng thân thể khổng lồ tưởng chừng như chậm chạp, lại hóa ra nhanh như thiểm điện mà lao đến, che chắn trước ba đầu thần thú còn lại, không hề để lộ ra một khe hở nào. Bốn thằng lần đầu tiên sử dụng thần thú đối địch, lại có thể phối hợp ăn ý như vậy. Trọng Lò Heo là chủ công, nhìn thấy lúc này đằng xà đã cạn sức, nó chỉ còn lại một ít hơi thở mỏng manh cuối cùng, cho nên quyết định là lúc này. Cả bốn thằng gật đầu, đồng thời ấn mạnh vào ngọc phù. Bốn đầu thần thú không dừng lại, mà mang theo thế tuyệt sát, phóng thẳng về phía đằng xa. Ba Ngỗng, Trọng Lò Heo, Sơn Cơ Điên, Trúc Cà Chua đồng thời cùng trúc ra hắc côn, lao thẳng về phía con trắng lớn đang quằn quại. Cảnh tượng kia làm cho Trung Thành cùng với một số người đứng bên ngoài hoảng sợ đến kinh hoàng. Bốn người thiếu niên này thật giống như chiến thần. Trên đầu là bốn phương thần thú, mà dưới đất là bốn cậu thiếu niên từ bốn phương mang theo vũ khí đánh đến. Mục tiêu duy nhất chính là con đằng xà kia. Tám mũi đạn, mỗi một mũi đạn đều là sát chiêu. Trung tâm vị trí của đằng xà xuất hiện một vụ nổ hình nấm xông thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng giống như một vụ nổ đánh bom thời chiến. Toàn bộ đảo linh hồn to lớn là như vậy, nhưng cũng chấn động lên một nhịp. Khói bụi dần dần tản đi, để lộ ra thân ảnh bốn người thiếu niên đứng ở bốn góc, mà ở giữa là một cái hố sâu thật to. Bên dưới, đằng xà đã nổ tung, thân thể không còn mấy nguyên vẹn. Xung quanh thung lũng này toàn bộ đều bị đánh đổ. Còn nếu may mắn không bị đánh đổ thì cũng bị thiêu rồi. Bốn thiếu niên quần áo rách rưới, tóc tai rối loạn bù xù, trên người thằng nào cũng có máu tươi chảy xuống. Không phải máu của bản thân thì cũng là máu rắn. Trận chiến này tứ đại thần thú, tứ đại du côn chiến thắng đằng xa. Ba Ngỗng đứng đó, trên người tỏa ra một cổ sát khí lạnh lạnh, kẻ nói: Hắc Dương Tông, tứ đại tông môn đã đến lúc phải bị diệt. Ba thằng đứng bên cạnh Ba Ngỗng khi nghe ra được lời nói này, nhìn thấy đống thịt nhão của đằng xà, tựa hồ như nhìn thấy trước tai ương của tứ đại tông môn. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ tư của chuỗi truyện Côn Đồ Đấu Cô Hồn qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.